trận đấu giữa Bình Dương và Than Quảng Ninh, nhưng hậu vệ Dương Văn Hoa vẫn sẽ bị treo giò 2 trận. Trước đó, cầu thủ của Than Quảng Ninh đã bị trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ đỏ phút 64 trong tình huống mà bóng chạm mặt anh ở trong vòng cấm. Với hành vi giật chó, húc đầu và nhổ nước bọt vào miệng đối thủ trong trận đấu giữa Juve và Sassuolo, tiền vệ Costa có thể bị đối mặt với án phạt cấm thi đấu lên đến 10 trận. UEFA đã ra tối hậu thư yêu cầu Paris Saint-Germain từ giờ đến tháng 12 phải thu về ít nhất 300 triệu euro bù vào ngân sách và buộc đội bóng thủ đô Paris phải tìm đến phương án bán một trong hai ngôi sao đắt giá nhất đội là Neymar và Mbappe.